Xin chào tất cả anh em chơi âm thanh trên toàn quốc đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì hôm nay với cái nội dung video thì em xin giới thiệu và quay lại một cái clip em đã hoàn thiện một cặp chân loa mà hôm trước em có quay hàng mộc cho các bác xem rồi. Thì hôm nay là em quay cái bộ hoàn thiện lên để cho các bác được xem chi tiết các cái hình ảnh cũng như là những cấu trúc để cho những anh em mà mới tiếp cận được video hoặc chưa được xem thì hôm nay xem lại video này của em để biết rõ cái thông số kỹ thuật, để sau này mình đặt hàng thì mình có một cái cơ cấu chuẩn mực để đặt hàng các bác nhé. Thì với cái bộ chân loa này thì kích thước của nó khá là khủng ạ, nó to lắm, mặt của nó lên tới 50 ạ, 50 vuông các bác nhé, 50 vuông đó. Và với cái bộ này thì em vẫn làm có cấu trúc là khung chạy quanh bản 6 phân mà dày là 3,5 phân nhé. Đó, và cái bộ này nó khá là rộng cho nên là em phải làm mặt ghép hai miếng các bác nhé. Đó, thì nó quá là rộng cho nên là hàng gỗ gõ đỏ thì nó khá là đắt đỏ cho nên là em phải làm như thế. Còn nếu mà làm ván liền thì giá cả nó khá là cao. Đó, và với cái bộ kích thước mặt trên dưới đều là 50 các bạn, trên dưới đều là 50. Đó, thì cái bộ này thì em lại làm thân trụ cho nó khá là lớn luôn ạ. Thân trụ của nó lên tới 24 cm các bác nhé. Đó, và được hoàn thiện rất là kỹ càng tỉ mỉ cho các bác luôn. Đó, cả trong lẫn ngoài các bác nhé. Đây, em quay luôn để các bác xem cả trong lẫn ngoài, đẹp cả trong lẫn ngoài, không có rác riếc các thứ đâu. Em tuyển chọn hết khuôn, em làm hai lớp luôn các bác nhé, khuôn làm hai lớp luôn ạ. Đó, bộ này thì bộ chân loa này thì khá là nặng các bác nhé. Một đôi chân loa này nó có cái em áng thôi, em áng thôi thì bộ này nó nặng trên 30 kg các bác ạ. Đó, thân trụ em làm cũng rất là kỹ càng các bác luôn. Đó, và với cái bộ này thì là em làm là em lắp chân đinh chống trượt tăng chỉnh, chống trượt cho các bác nhé, bằng chân cao su nhé, tăng chỉnh. Và bên dưới em làm các cái khung chịu lực cho nó rất là thoải mái luôn. Đó, ngoài ra gia cố tất cả những cái góc này em khóa hết những con vít vào rất là chắc chắn luôn, công suất lớn các bạn đánh thoải mái luôn. Thì với cái cặp loa, cặp chân loa này thì em xin báo giá trực tiếp cho các bác luôn là với kích thước 50-50, thân trụ 24. Đó, và bộ này là có tổng kích thước chiều cao của nó là 36 cm anh em nhé. Bộ này tổng kích thước chiều cao là 36 cm. Thì bộ này là em nhận với các bác là với cái giá là 4,6 triệu nhé, 4,6 triệu ạ. Đó, thế nên là tất cả anh em có cái nhu cầu mà quan tâm đến cái mặt hàng chân loa công suất to như thế này thì là liên hệ đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0965 556 332. Và bên cạnh đây cũng là một bộ sản phẩm chân loa nữa, thì là em đã làm giao hàng cho khách rồi. Đó, thì cái bộ này là khách đặt một bộ và em cũng làm thêm một bộ để coi như là anh em nào cần thì là có những cái mặt hàng sẵn và cái chi phí nó cũng giảm hơn so với những cái bộ hàng đặt các bác nhé. Thì với cái bộ này thì em xin phép để cho các bác là 2,000,000 đồng ạ. Bộ này là chất liệu bằng gỗ xoan ạ. Và mặt 3,5 phân và tổng chiều cao của nó nhé. Cái bộ này có tổng chiều cao của nó là 29 cm các bác nhé. Và chiều rộng của nó là 42 cm. Đó, và chiều sâu của nó là 28 cm ạ. Đó, đầy đủ chân đế tăng chỉnh và có logo cho các bác ạ. À, rất là đẹp. Đó, thì tất cả những cái hình ảnh này thì các bác tham khảo và mua hàng trực tiếp thì liên hệ qua số điện thoại trực tiếp cho em 0965 556 332. Và với cái mặt hàng của cái bộ kệ mà mặt 50 thì em cũng có làm thêm một bộ bằng gỗ xoan các bác nhé. Thì các bác nào có quan tâm và muốn nhu cầu sử dụng, em làm rất là chắc chắn luôn, kể cả gỗ xoan rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Với cơ cấu là tiêu chuẩn y xì thì có đỏ luôn đấy ạ. Đấy, thì với cái bộ đấy thì em xin để cho các bác là giá là 3,6 triệu các bác nhé,
Các bác thích hoàn thiện màu gì thì alo trực tiếp cho em nhé. Và ở phía cuối video bây giờ em cũng xin phép video lại, và anh em nhớ đừng quên là ủng hộ em bằng những nút đăng ký và bấm cái chuông theo dõi để cập nhật những sản phẩm mới từ bên em Lợi, kênh Audio 88. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin cảm ơn các bác nhé.